cập nhật tiến độ sửa hai cái lọc bình cho bác khách như sau. Cách đây ít hôm thì tôi đã lên cái clip sửa hai cái lọc bình, và sau 15 ngày đục sửa thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy có những cái sự khác biệt hơn ở hai cái lọc bình này. Bên cái lọc bình được sửa thì các bạn đang được nhìn thấy cái hoa mai tôi đã vuốt để cho nó mỏng hơn, cái cánh nó nở hơn, nó ra được các cái chi tiết nhụy nó rõ hơn. Còn cái chi tiết hoa mai ở bên cái lục bình cũ thì cái cánh hoa nó rất là dày, cánh nó không được nở, và cái thứ hai là đục các cái nhụy nó mang cái tính chất là rất là ối rồi ơi. Và cái thứ hai là cái thân của cây mai được làm già hơn, khẳng khiu hơn và có cái nét nó chấm phá rõ ràng hơn so với lại là cây mai ở bên cái bức cũ. Cây mai ở bên bức cũ nhìn nó nhẹ nhàng quá, nó chưa được cằn cỗi, nó ít các mấu mắt. Và đến điểm thứ ba quan trọng hơn đó là cái con chim công. Con chim công khi mà được sửa thì các cái tầng lớp vảy, tầng lớp lông của chúng tôi đã được chặt ra nó rõ ràng hơn. So với con chim công mà họ vảy, họ chặt bằng những cái vảy như này thì nhìn nó không ra con cá, nó không ra cái con gì cả. Nhưng mà khi mà chúng tôi chặt thì nó ra từng cái lớp lông, lớp trên đè lên lớp dưới. Lớp trên đè lên lớp dưới và lớp trong lớp ngoài đè lên lớp trong, thì như thế nó sẽ tạo ra các cái tầng lớp, tạo ra cái độ chuẩn về cái thẩm mỹ. Và các bạn khi mà so sánh con chim công đã được chúng tôi sửa ở mức cơ bản như này là đã so sánh thấy cái sự khác biệt đó. Con chim công ở bên đây cũng sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Và đây là mới chỉ sau 15 ngày, mà sau 1 tháng nữa khi hoàn thiện hẳn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt của tranh gỗ Bùi Gia và các cái dòng tranh trên thị trường.